NATO sẽ không kết nạp Ukraine làm thành viên cho đến khi xung đột tại nước này kết thúc. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg được đưa tin trên hãng thông tấn Ukraine Ukrinform vào ngày hôm qua. Ông Jens Stoltenberg đã đưa ra tuyên bố trên trong buổi thuyết trình tại Tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, Mỹ, nhấn mạnh việc xung đột vẫn đang tiếp diễn, không cho phép NATO mời Ukraine gia nhập tổ chức quân sự ngay. Tổng thư ký NATO đề xuất Ukraine có thể trở thành thành viên của khối sau khi chấm dứt xung đột. Theo ông, việc làm thành viên của NATO, chấm dứt xung đột và đảm bảo hòa bình lâu dài sau xung đột là những vấn đề liên quan đến nhau. Ông khẳng định việc cung cấp cho Ukraine vũ khí kiểu phương Tây, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine là đang giúp nước này tiến gần tới việc trở thành thành viên của NATO.